MacBook Pro giá 93 triệu đồng về Việt Nam. MacBook Pro 2021 chính hãng với chip M1 Max, RAM 32GB, bộ nhớ 1TB và giá gần 100 triệu đồng bắt đầu đến tay người dùng Việt. MacBook Pro 2021 được Apple công bố từ ngày 18 tháng 10 và dự kiến bán chính hãng tại Việt Nam trong tháng 11. Tuy nhiên, tới chiều ngày 3 tháng 12, các phiên bản đầu tiên mới bắt đầu có mặt trên thị trường. Từ 16 giờ đến hết ngày đầu tiên, chúng tôi bán ra hơn 150 máy với doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thế Kha, đại diện FPT Shop, cho biết, trung bình, mỗi khách hàng chi khoảng 67 triệu đồng cho một chiếc MacBook Pro mới. Trong số đó, phiên bản đắt nhất với giá 93 triệu đồng dùng chip M1 Max và bộ nhớ 1TB chiếm 10% tổng số đơn hàng MacBook Pro 2021 tại hệ thống. Tỷ lệ này tương đương với bản 16 inch dùng chip M1 Pro và bộ nhớ 1TB. Trong khi đó, bản được nhiều người đặt mua nhất có màn hình 14 inch và bộ nhớ 512GB, chiếm trên 57% các đơn hàng đợt đầu. Sự hấp dẫn của các mẫu MacBook mới nằm ở sức mạnh xử lý của chip M1 Pro và M1 Max. Đồng thời thiết kế cũng thay đổi sau nhiều năm. Tuy nhiên, mức giá thuộc phân khúc cao nên không phải là sản phẩm dành cho số đông. MacBook Pro 2021 chính hãng có giá từ 53 triệu đến 93 triệu đồng. Còn bản cao cấp nhất của dòng này với bộ nhớ 8TB, giá dự kiến 180 triệu đồng hiện chưa được bán tại Việt Nam. Theo ông Kha, doanh số MacBook không bằng laptop Windows với sự tham gia của tầm 10 hãng, nhưng doanh thu máy tính Apple lại cao gấp 2 lần. Các mẫu MacBook bán chạy nhất tại hệ thống trước đó là MacBook Air và MacBook Pro 2020 với màn hình 13 inch, dùng chip M1 và giá lần lượt 29 và 35 triệu đồng. Từ đầu tháng 11, MacBook Pro 2021 cũng đã được đưa về Việt Nam theo hình thức xách tay. Tuy nhiên, hầu hết các cửa hàng khi đó chỉ nhập về bản cấu hình thấp, bộ nhớ 512GB. Sản phẩm được trang bị trở lại các cổng kết nối như sạc Maxa 3, HDMI, khe cắm thẻ, thay vì chỉ có cổng USB-C như trước. Việc này giúp người dùng không cần mang thêm phụ kiện chuyển đổi và tiết kiệm khoảng 2 triệu đồng cho trang bị này. Hai chip M1 Pro và M1 Max trên sản phẩm được phát triển từ chip M1, sử dụng CPU 10x cùng 16x Neural Engine, tích hợp Media Engine giúp tăng tốc xử lý video. M1 Pro có GPU 16 lõi, còn M1 Max là GPU 32 lõi. Hiệu năng đồ họa của MacBook mới được Apple khẳng định cao hơn 13 lần so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, MacBook Pro 2021 cũng gây tranh cãi khi sử dụng màn hình tai thỏ. Đây là khu vực chứa cụm camera, giúp viền màn hình mỏng hơn, nhưng gây khó chịu với người đã quen với thiết kế màn hình truyền thống. Việc bo tròn ở đấy cũng khiến tổng thể máy trông dày hơn thế hệ trước.